nhằm bắt vú cho nhân viên y tế. Trong suốt thời gian cho con bú sữa mẹ, các bà mẹ ít chú ý nhiều đến việc em bé đã ngậm bắt vú như thế nào. Những em bé có thể không ngậm bắt vú tốt và vẫn phát triển mạnh. Tuy nhiên, một em bé được ngậm bắt vú sâu sẽ lấy được nhiều sữa hơn và làm cho việc bú sữa mẹ được thoải mái hơn. Video này sẽ trình bày tại sao ngậm bắt vú tốt lại rất quan trọng để thành công việc cho con bú sữa mẹ và làm thế nào để giúp những người mẹ cho bé ngậm bắt vú sâu. Thông thường, mọi người thường hay hiểu lầm là bé uống sữa khi núp nấm vú, đơn giản giống như ống hút. Nếu bé chỉ ngậm nấm vú, bé bú được rất ít sữa. Tuy nhiên, khi bé ngậm bắt nhiều bầu vú hơn trong miệng, sữa chảy dễ dàng hơn. Cách người mẹ cho bé ngậm bắt vú là điều quan trọng để bé có khả năng lấy được đủ sữa và cũng để đảm bảo được nguồn sữa lâu dài. Nhìn bên trong miệng của bé sẽ cho thấy tại sao. Khi miệng của bé ngậm đầy bầu vú, nấm vú hướng về vào miệng mềm của bé. Nấm vú sẽ được đặt vào vùng thoải mái sâu trong miệng của bé. Bé dùng hàm dưới và lưỡi để ép vào vùng sữa ngay dưới quần vú. Sữa được tiết ra dễ dàng. Ngậm bắt vú tốt là chìa khóa để thành công việc cho con bú sữa mẹ. Ngược lại, khi bé ngậm vú nông, miệng bé không mở rộng. Nấm vú nằm ở khu vực trọng tâm trong miệng của bé. Nấm vú được đặt ở vòng miệng cứng của bé. Khi bé nút, nấm vú bị chèn ép. Điều này làm đau và có thể làm tổn thương đầu vú. Bé cũng không thể tới gần vùng sữa ngay dưới quần vú, nên không thể lấy được nhiều sữa. Làm thế nào để các bà mẹ có thể giúp em bé của họ ngậm bắt vú sâu? Đầu tiên, bắt đầu cho bé bú trong những giờ đầu tiên sau khi sanh. Nếu để bé yên tĩnh và không bị xáo trộn, trẻ sơ sinh khỏe mạnh có phản xạ bú. Điều này giúp bé tìm vú mẹ và theo cách riêng của mình có thể tự ngậm bắt vú rất tốt. Điều này làm cho việc bú sữa mẹ có một sự khởi động tốt. Tiếp tục sử dụng tư thế tự nhiên này trong những ngày đầu và tuần lễ đầu có thể giúp bé ngậm bắt vú sâu. Tiếp theo, cho bé bú bất kỳ lúc nào bé bắt đầu thể hiện những dấu hiệu đói bụng. Hãy để người mẹ ôm em bé của cô ấy trên ngực. Tư thế này giữ bé được bình tĩnh và kích thích phản xạ bú của bé. Hướng dẫn cô ấy nhận thấy những dấu hiệu đòi ăn của bé. Cử động nút của đôi môi. Bỏ tay lên miệng. Và quay đầu từ bên này sang bên kia. Bây giờ là thời gian để cho bé bú trước khi bé bắt đầu khóc. Sau đó, ôm bé ở tư thế để bé cảm thấy an toàn và giúp bé bú được dễ dàng nhất. Hãy để người mẹ đem em bé lên, ôm em bé áp sát vào người, đối mặt và chạm vào người cô ấy. Cổ của bé nên được thẳng, không bị trẹo. Tai, vai và hông của bé nên thẳng hàng. Điều này sẽ làm cho bé nuốt được dễ dàng hơn. Nhiều người mẹ hướng nấm vú vào vùng trọng tâm trong miệng của bé. Đây không phải là lý tưởng, vì nấm vú sẽ chỉ nằm trong miệng bé nhưng không đủ sâu, bị chèn ép ở vòng miệng cứng. Điều này làm đau và cũng không cho phép bé bú được hiệu quả. Thay vào đó, đặt mũi của bé ngang hàng với nấm vú. Hãy kiên nhẫn và đợi cho đến khi bé mở miệng thật to, giống như ngáp. Sau đó, nhanh chóng đẩy bé về phía bạn, dẫn đầu với cằm của bé.
nhẹ nhàng đẩy từ phía sau vai của bé khi bé đang bú, có thể giúp bé ngậm bắt bú sâu hơn. Bé đang bú rất tốt, và người mẹ cũng được thoải mái khi cho con bú. Trong ví dụ thứ hai này, khi bé mở miệng thật to, môi dưới của bé nằm ở thành ngoài của quần vú và nắm vú hướng về vòng miệng trên của bé. Bé đang ngậm bắt vú sâu và uống được nhiều sữa. Bầu vú to tròn có thể tạo ra một chút thử thách cho trẻ sơ sinh ngậm sâu vào vú mẹ. Định hình bầu vú để vừa vặn một cách dễ dàng nhất vô góc miệng của bé có thể giúp bé ngậm bắt vú tốt. Những bà mẹ thường lo lắng em bé của họ không thể thở dễ dàng trong khi đang bú. Chứng an cô ấy rằng mũi của bé được định hình để bé có thể thở được khi mũi của bé nằm trên ngực mẹ. Đồng thời hướng dẫn cô ấy cách kéo bé lại gần để di chuyển mũi của bé ra khỏi bầu vú. Làm thế nào để chúng ta nói bé đang ngậm bắt vú đúng cách hay không? Miệng của bé nên được mở to. Nhiều quần vú được nhìn thấy phía trên miệng của bé hơn là phía dưới miệng của bé. Cằm của bé chạm vào bầu vú và mũi của bé không bị che kín. Môi của bé nên cong ra. Mặc dù nhiều em bé đang ngậm bắt vú đúng cách, môi dưới lại hay bị che giấu trong ngực. Ngược lại, em bé này ngậm bắt vú nông. Bé được đưa vào với nắm vú nằm ở vùng trọng tâm trong miệng của bé. Miệng của bé hầu như không mở. Số lượng quần vú được nhìn thấy ở trên và ở dưới miệng của bé là bằng nhau. Cằm của bé không chạm vào ngực. Trong khi môi dưới của bé được cong ra là dấu hiệu tốt, thì hai gò má của bé bị hút vào khi bé nút, đó là dấu hiệu của việc ngậm vú nông. Nếu bé không ngậm vú tốt, nhẹ nhàng tách bé ra khỏi vú bằng cách đặt ngón tay sạch ở góc miệng của bé để ngừng động tác nút. Chú ý nắm vú nhọn từ việc bị chèn ép. Chứng an các bà mẹ rằng với thời gian và sự luyện tập, việc cho bé ngậm bắt vú sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn. Khi bé được 4 đến 6 tuần tuổi, sự kiểm soát đầu và cổ của bé cũng sẽ giúp bé có khả năng tự ngậm bắt vú sâu. Nhìn để xem em bé có uống được nhiều sữa hay không. Hàm của bé sẽ hạ xuống rõ rệt mỗi khi bé nuốt. Khi bé không uống được nhiều sữa, bé sẽ nuốt nhanh, liên tục, không ngừng nghỉ. Hãy hỏi người mẹ cảm thấy như thế nào? Cho con bú nên được thoải mái, mặc dù trong vài ngày đầu tạm thời có thể hơi khó chịu. Cô ấy không nên cảm thấy nắm vú bị chèn ép, bị kéo hoặc chà sát. Nếu bị đau, bé có thể không ngậm bắt vú đúng cách. Ngậm bắt vú nông có thể dẫn đến việc càng ngày càng ít sữa được tạo ra. Đến thời điểm này, các bà mẹ lo lắng thường bắt đầu cho con của họ thực phẩm khác. Khi bé đã no với thực phẩm khác, bé sẽ không cần nhiều sữa từ bầu vú nữa. Khi bé nút ít lại, nguồn sữa của các bà mẹ cũng sẽ bị giảm. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé. Hãy chắc chắn tất cả các bà mẹ khi được bạn chăm sóc học cách cho con của họ ngậm bắt vú đúng cách. Điều này sẽ giúp bé bú tốt và bú được nhiều sữa và không cần phải cho bé bất kỳ thực phẩm nào khác trong 6 tháng đầu đời của bé. Bạn nên nhớ, việc cho con bú nên được thoải mái. Bé bú sữa từ bầu vú chứ không phải từ nắm vú. Bé ngậm bắt vú đúng cách sẽ giúp tạo ra nhiều sữa hơn.